Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Giao Ban. Ở kết thúc kỳ nghỉ đại lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, ngày hôm nay thì Ngọc Giao Ban cùng với bộ phận giao hàng lại tiếp tục quay trở lại với công việc thường ngày. Đó chính là lắp đặt và vận chuyển những chiếc ghế massage nội địa Nhật tới tay khách hàng. Và như các bạn cũng có thể thấy thì ngoài trời mưa khá là to. Với thời tiết oi bức những ngày cuối tháng 4 và chuyển thời tiết se se lạnh kết hợp với cơn mưa rào vào những ngày đầu tháng 5, nên là về sức khỏe sẽ có phần dễ dàng thay đổi, đặc biệt là với người cao tuổi và cũng như là các cháu nhỏ. Nên là các bạn cũng sẽ chú trọng hơn với cái sức khỏe của bản thân và cũng như là của những người thân trong gia đình để chúng ta có một sức khỏe tốt nhất có thể. Và phiên bản ngày hôm nay đó chính là chiếc ghế IS810. Ngày hôm trước thì Ngọc Giao Ban cũng mới vừa lên kênh tri ân với cái mức giá là 20 triệu đồng. Và sau đó thì anh Minh ở tại huyện Vĩnh Xá, Kim Động cũng cách cơ sở số 3 của Ngọc Giao Ban với cái khoảng cách địa lý là 15 km, thì anh cũng có xem được về cái phiên bản này. Sau đó thì anh cũng đã liên hệ với Ngọc Giao Ban để có thể là sau kỳ nghỉ lễ có thể là lắp đặt và bàn giao cho anh. Thì đây cũng chính là cái món quà mà anh Minh muốn dành tặng cho bố mẹ, dành tặng cho hai bác trong cái việc là chăm sóc sức khỏe tuổi già. Đặc biệt thì như các bạn cũng có thể thấy là bác trai thì thường xuyên là hay bị đau cái phần lưng và cũng như là phần chân, đi lại thì cũng khá là yếu ở phần đầu gối, cũng muốn lựa chọn một cái chiếc ghế với tầm tài chính tốt. Nhưng ngược lại thì về cái việc massage của nó cũng khá là phù hợp với cái sức khỏe và cũng như là phục vụ cho hai bác trong cái quá trình tuổi già. Và cũng như là lời cuối cùng trong video, Ngọc Giao Ban gửi lời cảm ơn tới anh Minh, cũng như là kính chúc sức khỏe tới toàn thể đại gia đình và kính chúc sức khỏe tới hai bác luôn có một sức khỏe tốt, công việc làm ăn luôn phát tài phát đạt, vạn sự như ý, và cũng như là luôn là những người đồng hành cùng với Ngọc Giao Ban trong những chặng đường tiếp theo. Cảm ơn anh, cảm ơn hai bác và cảm ơn toàn thể đại gia đình rất nhiều.